Mà chúng ta học sang bài tiếp theo là về cái chúng ta học sâu hơn về kiểu dữ liệu string. String. Thì chúng ta đã biết rồi cái string là một trong những kiểu dữ liệu cơ bản của Python, chúng ta đã học rồi. Đã biết rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái kiểu dữ liệu này và so sánh nó với kiểu dữ liệu hôm trước ta học là kiểu dữ liệu list. Yeah. Thì chúng ta biết rồi là chúng ta có thể khai báo cái kiểu dữ liệu string này như thế này. Nó là một cái số ký tự thôi, có thể bảy một dấu nháy, một dấu nháy thường hoặc là nháy đúp như thế này. Ví dụ như là ta viết này là Hà Nội này, Việt Nam như thế này, đặt đóng dấu nháy lại thì đó là một cái số ký tự, được chưa? Bây giờ chúng ta kiểm tra kiểu của nó nhé. Đấy, thì nó là cái kiểu, nó là cái lớp là cái str. Như vậy là số ký tự nó cũng là một cái kiểu dữ liệu là nằm trong một cái lớp, một cái đối tượng dữ liệu của Python. Ở trong Python là tất cả mọi thứ đều là đối tượng hết. Nó là ngôn ngữ mà là nó là ngôn ngữ mà hỗ trợ hoàn toàn cho lập trình hưng hống đối tượng, được chưa? Thì như vậy chúng ta đã biết là số ký tự như vậy rồi. Thì chúng ta nhớ lại nhé, là chúng ta đã biết cái gì là đối với sâu thì chúng ta có thể lấy ra từng ký tự một, bắt đầu từ không, người ta gõ như này, ta gõ như là ký hiệu như này. Như vậy S0 là cái gì, là cái tự đầu tiên của cái số S gì, nó là chính là cái chữ H, được chưa? S3 chẳng hạn là cái gì, S3 nó là chữ N. Vậy đây nhé, H là không này, A huyền là một này, dấu cách là hai, N là ba. Mà chúng ta có thể lấy ra được cái như vậy là lấy ra từng cái tự của sâu. Như vậy là từng cái tự của sâu ấy, chúng ta viết nó dưới cái dạng như là SK như thế này. Đó, SK. Ví dụ là bây giờ này viết là K, như K bằng 4 chẳng hạn, thì cái đó SK nó sẽ là gì? SK nó là cái này. Là, như vậy là cách lấy ra các ký tự của sâu, nó có cách nó giống mô tả như hôm trước ta học là về list. Đây tôi nhớ là hôm trước ta học về cái này nhé. Ví dụ là list là một cái dãy, thì chúng ta có thể lấy ra các phần tử của list như là không như này. Đó, được chưa? Như vậy là cái cách mà ta lấy ra từng ký tự một ấy, tuần tự các phần tử của chuỗi, nó cũng giống như là chúng ta lấy ra từng ký tự một của sâu ký tự. Như vậy là về mặt nào đó là về sâu ký tự là hay là list hay là triết học là về tuple, là nó là một cái dãy có thứ tự các cái phần tử, nó có ý nghĩa là nó giống nhau. Thì những cái kiểu dữ liệu như vậy là một dãy những phần tử có thứ tự thì người ta gọi là cái người ta gọi chung nó là một cái kiểu dữ liệu, là cái kiểu dữ liệu tuần tự. Như vậy là ở trong Python là kiểu dữ liệu tuần tự là kiểu dữ liệu như là string hay là list hay là tuple, được chưa? Vì các bạn, bây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút là cái sự khác biệt giữa list và string nhé. Ví dụ A, phần tử không, chúng ta bây giờ chúng ta có thể là đặt nó bằng phần tử mới 5 chẳng hạn, được chưa? Thì như vậy là các phần tử của cái list A có thể là thay đổi. Như vậy là cái list là kiểu dữ liệu là có thể thay đổi được, nhưng mà string thì không được. Bây giờ tôi gọi như này S0, bây giờ thầy viết lại bằng A như này, mình báo lỗi ngay. Như vậy là các cái phần tử của string không thể thay đổi được, hay là nói cách khác là string là kiểu dữ liệu là không thể thay đổi được. Như vậy là cái dữ liệu, kiểu dữ liệu ở trong Python nó có hai loại, một loại là có thể thay đổi, một loại thứ hai là không thể thay đổi. Chúng ta thấy nhé, thì tôi đã học những cái kiểu dữ liệu ta biết rồi, từ bài đầu đến nay là kiểu dữ liệu là số nguyên này, hay kiểu dữ liệu là số thực này, kiểu dữ liệu là bool này, kiểu dữ liệu là string này, hay là kiểu dữ liệu là tuple, là kiểu dữ liệu mà không thay đổi được. Còn riêng kiểu dữ liệu list chúng ta đã biết đấy, list là có thể thay đổi. Nhưng mà chúng ta chú ý nhé. Như vậy nó có cái sự là khác biệt. Như vậy là nôm na lại string là cái kiểu dữ liệu là
không thể thay đổi được. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục nhé, tìm hiểu các cái thông tin, các cái toán tử đối với string. Đấy. Thì string nó có thể, chúng ta có thể là làm cái phép mà cộng string và phép nhân với một số tự nhiên. Ví dụ tôi viết nhé, thì viết là, ví dụ thì viết là S1 bằng thủ đô như này. Đó, thủ đô. Bây giờ có thể viết là S2 bằng S cộng S1 được không? Được. Đấy. Thì như vậy là S2 đây. Thì như vậy là cái phép cộng là phép nối hai cái sâu lại với nhau. Bây giờ thầy làm nhân nhé. Bây giờ thầy viết là S2 vì nhân với 4 lần. Được không? Thì cái phép nhân này nó chính là S2 nhân 4 chính là gì? Chính là S2 cộng S2 cộng S2 cộng S2 4 lần lên. Đấy, các bạn thấy không? Như vậy là đối với cái số tự, ta thấy là nó giống như là list, nó có cái phép cộng và phép nhân. Bây chúng ta hiểu thêm một chút nữa nhá. Để ta quay lại cái S gì đi. S thì chúng ta là Hà Nội Việt Nam, thì nó có cái toán tử in là kiểm tra ký tự có nằm trong cái sâu đó không. Như thầy có thể viết như này nhé, để thầy biết là CH gắn một cái toán tử, một cái tự CH, ví dụ như là V. Thì bây giờ thầy có thể viết là CH in S, nó là một cái biểu thức logic kiểm tra xem là CH có nằm trong S hay không. Nó nằm trong nó trả lại giá trị là gì, là true, còn nếu không nằm trong thì nó trả lại giá trị là false nhé. Bạn nào đóng cái âm thanh lại đi nhé. Rồi đây bây giờ biết là CH in S nhé. Đấy, như vậy là true. Bây giờ thì kiểm tra một từ khác nhé, một từ là B chẳng hạn, B in S có nằm trong S không, là false. Như vậy là trong S không có cái tự B. Được chưa? Thì đó là, như vậy là một vài cái tham số. Bây giờ thầy đi thêm một lệnh nữa nhé. Là cái lệnh for. Chúng ta biết là cái lệnh for một cái biểu thức y nào đó, in cái gì đó đúng không? In cái range chẳng hạn. Biết như này. Thì thật ra ở đây là hiểu gì? Là cho cái phần tử, cho cái đối tượng là y chạy in, cần chạy ở trong cái biến dữ liệu là range n. Thì đối với S cũng như vậy thôi. Đây thì biết như này, hoàn toàn là được. Đó, bây thầy lặp lại. Bây thầy thầy lặp bây giờ mình lại là for CH in S 2 chấm xuống dòng print CH. Được chưa? Đó. Như vậy là cho ta thêm một cái nữa là cái toán tử in nên nó có ý nghĩa với lệnh for. Như vậy là for một cái ký tự, một cái biến bất kỳ mà là in S thì là cho cái biến này chạy bên trong dọc theo từ đầu đến cuối của cái số ký tự S gì và hai chấm xuống dòng. Đây là được cấu trúc của lệnh for và viết thuật vào là viết ra cái lệnh đó, thiện cái lệnh đó. Được chưa? Này thì như vậy cho ta thấy là cái là đây là in ra các phần tử của dãy của cái sâu cái tự S gì nhé. Bây giờ thầy biết thêm bài tập khác như bây S 1 này cho nó bằng này 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Được chưa? Đó. Thì đây bây giờ có thể viết một cái các bạn có thể viết một cái hàm số để tính tổng tất cả các cái phần tử số trong S được không? S1 đây là một sâu ký tự, nó là một số ký tự nhưng gồm các cái tự là chữ số. Bây giờ thầy viết một cái hàm đơn giản thôi để tính tổng các cái phần tử là số ở nằm trong cái số S1, làm được không? Làm được. Làm thử chọn xem nhé. Làm viết ngay một cái hàm số đơn giản nhé. Đây, F này. Kiểu là tổng đi, tổng đúng không? Có thể ở đây là S luôn, là nó là có tham biến là một cái biến nhớ, là một cái sâu ký tự như thế, được chưa?
Đấy, bây giờ thầy thử nhé. Bây giờ thầy làm cái biến tổng, làm cái hàm này. Đấy, bên S thì là cái biến, là biến tổng đi, không này. For này. For CH in S, được chưa? Hai chấm. Bây giờ là như vậy là CH chạy ở trong cái S gì? Bây giờ thầy tính tổng là S thì sẽ bằng S cộng với cộng CH được không? Không được, vì CH là ký tự, thì thầy phải làm cái hàm đổi từ ký tự sang đổi ký tự sang gì, sang số nguyên đó, thấy chưa? Và bây giờ thầy sẽ lùi ra đây và thầy sẽ dùng cái lệnh là return s hoa nhé. S nhỏ là cái sâu, s hoa là cái biến nhớ mà trả giá trị cho cái hàm tổng s này nhé, để s hoa nhé, đó, thấy chưa? Xong thì bây giờ thầy tính tổng nhé. Tổng của S1 đấy bằng 45, nhưng mà là tổng có số từ 0 đến 9 chính là 45. Đây thầy chỉ muốn mô tả các bạn cái lệnh là for này thôi. Đấy, như vậy là lệnh in ở trong S là ta có thể chạy với lệnh for, được chưa? Thế bây giờ thêm một chút nữa về những cái hàm đơn giản với số ký tự nhé. Chúng ta có cái hàm len, chúng ta nhớ hàm len là mô tả cái độ dài của cái độ dài của cùng sâu ký tự, hàm len. Ngoài ra với ký tự thì chúng ta chú ý nhớ hai hàm sau đây nhé. Thì mỗi một ký tự nó là một phần tử trong cái bảng mã ASCII, hay là bảng mã ASCII hoặc cái bảng mã Unicode chẳng hạn. Thế thì chúng ta có hai hàm, một cái hàm là hàm order, hàm này là hàm bất kỳ, hàm order như này thì là để đến để tính số thứ tự của ký tự đó ở trong cái bảng mã ASCII, như là cái chữ A hoa trong bảng mã ASCII. Thì ta viết order A hoa như này thì ra là 65, như vậy là cái số tự của cái chữ hoa A trong bảng mã ASCII chính là bằng 65. Hàm ngược lại so với hàm order là hàm CHR. Như chúng ta nhớ hai hàm nhé. 65. Thì cái CHR đồ số của nó là một số tự nhiên, là chỉ ra cái ký tự tương ứng của cái số thứ tự này trong bảng mã ASCII. Như vậy là cái hai hàm order và CHR là hai hàm ngược nhau. Và hai hàm này là hai hàm là luôn có sẵn, không cần thiết lúc nào cũng sẵn, giống như trong Python có một số những cái hàm mà có sẵn rồi mà ta dùng bất cứ lúc nào, những cái hàm hàm sum này, hay là hàm tính tìm min tìm max này. Đấy, như thế nhé. Đấy, như vậy chúng ta vừa mới học mà đơn giản một vài cái các cái hàm đơn giản nhất đối với string, được chưa? Và cho thấy chúng ta có thể dùng với cái lệnh for với toán từ in rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút về cái lớp kiểu đối tượng liên quan đến string, được chưa? Thì quay lại S1 nhé, hay là S là Hà Nội Việt Nam. Và kiểu của S là gì? Kiểu của S là kiểu string. Bây giờ chúng ta xem là cái lớp này là nó có bao nhiêu cái đối tượng này, nó có bao nhiêu cái phương thức. Chúng ta nhớ lại, chúng ta dùng lệnh đi để kiểm tra, đúng không nào? Đi S kiểm tra. Đấy, tôi thấy một loạt những cái hàm, đặc biệt là cái hàm từ đây trở đi này là cái hàm rất quan trọng, là cái hàm mà đi từ x trở đi nhé. Cái hàm này format này, file này, đấy, được chưa? Trên này đúng không? Trên này một loạt những cái hàm như này đó. Thì nếu các bạn mà khi các bạn học sâu hơn thì các bạn sẽ làm tập bài tập nhiều hơn, làm nhiều chương trình hơn, nó sẽ quen qua dần đi. Còn hôm nay tôi chỉ nói các bạn một vài cái hàm chính thôi, phương thức chính thôi. Để cho các bạn xem một vài phương thức chính nhé. À, tôi sẽ nói thêm một chút nữa về các ký tự đặc biệt ở trong string. Tức là ở trong string thì chúng ta có thể đưa vào trong đó những cái các ký tự đặc biệt, hay tôi gọi là các dãy escape, bắt đầu bằng cái ký tự chéo như này này. Đấy, thì nếu mà chéo n là cái để hiểu rằng là cái ký tự này tại vị trí này nó sẽ xuống dòng,
còn chéo mà có một dấu nháy thì là để mô tả dấu nháy ở trong sâu, hai chéo để mô tả cái chéo đó, còn chéo ngoặc tức là dấu nháy kép thì nó là mô tả dấu nháy kép. Để tỷ lệ ví dụ nhất, chỗ này là chỗ quan trọng để cho các bạn xem này. Vì sao lại ví dụ là thầy muốn viết cái bài là tôi hỏi bạn, thì mình muốn viết như này nhé, tôi hỏi bạn bạn tên gì đó, muốn viết cái dòng chữ này ra, muốn in dòng chữ này ra trên màn hình như thế thì làm thế nào? Đấy. Khi mà chúng ta viết sâu như thế thì máy sẽ báo lỗi ngay. Đây thì viết như này này, thì viết như này thì máy máy báo lỗi ngay nhé. Thì viết lại S bằng mở nháy đóng nháy ở đây thì máy máy báo lỗi ngay. Máy báo lỗi là không cho phép là hai cái dấu ngoặc kép này này lồng nhau như thế này. Đó, thì chúng ta phải làm như nào? Đây, chúng ta làm như này. Khi mà chúng ta mà mô tả cần 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 phải viết cái dấu mà một nháy hay là hai nháy thì chúng ta làm như sau. Đây nhá. Tôi hỏi bạn, bây giờ là mở nháy đúng không? Mở hai nháy chúng ta phải viết chéo hai nháy. Đó, thì viết cái này thì máy sẽ hiểu bạn tên gì? Hai chấm. Sau đó là chéo chéo hai nháy, sau đó mới nháy một lần nữa. Đấy, thì viết như này thì máy sẽ hiểu, được chưa? Đây, S thì nó sẽ là như thế này. Đấy, tôi hỏi là bạn tên gì, thấy không nào? Đó. Chúng ta hiểu chưa? Hiểu cái hiệu này chưa? Còn khi mình muốn viết xuống dòng ấy thì ta đưa cái chéo N như này vào thì nó xuống dòng, ví dụ như này nhé. Mình viết cái bài thơ trên một hàng ngang, sau thì mình sẽ cho xuống dòng sau nhé, ví dụ như này. Này. Sáng nay được chưa? Chéo N mẹ. Nào, viết chữ mẹ xong nó lùi lại sau nhé. Mẹ đi chợ. Được chưa? Chéo N bố em ở nhà. Đấy. Như vậy là sáng nay mẹ đi chợ bố em ở nhà, nhưng mà trước chữ mẹ là có dấu chéo N, trước chữ em có dấu chéo N thì máy hiểu là gì? Máy hiểu là đây. Máy sẽ hiểu là chéo N tức là xuống dòng. Khi viết S thì máy vẫn lẻ như thế, nhưng mà viết thì viết là print. Print S thì bạn thấy không? Là nó xuống dòng là sáng nay mẹ đi chợ em ở nhà. Như vậy là cái ở trong số ký tự nó có cho phép mà là chứa những cái dãy đặc biệt, người ta gọi là dãy thoát hay là dãy escape nhé. Dãy thoát, cái dãy này người ta gọi trong cái từ ngôn từ của cái tin học dãy thoát, hay là người ta còn gọi là dãy escape nhé. Escape là cái dãy mà bắt đầu bằng cái tự như này, sau đó là một cái tự mà để chỉ ra là nó là ý nghĩa của cái từ nghĩa là cái gì. Ví dụ như là đấy, ví dụ như là N thì là xuống dòng, T thì là nó làm cái tab đúng không, như này thì là mô tả cái một một dấu nháy, còn như thế này là mô tả là hai dấu nháy đúng không, hoặc như thế này thì là mô tả cái sụp chéo đó. Thì ra chú ý nhé. Rồi thế thì thầy sang mô tả các phương thức cơ bản thôi, đơn giản thôi. Đây, ở đây thầy đưa ra đây một vài cái phương thức đầu tiên nhé, là cái hàm cao, hàm file, hàm index, hàm strip. Đây là những cái hàm mà thầy là đơn giản nhất nhé. Hàm cao là hàm đếm xem là cái tự đó được lặp bao nhiêu lần ở trong cái sâu ký tự nhé. Hàm file là chỉ ra tìm ra cái vị trí, giống index cũng vậy, chỉ ra cái chỉ số của cái tự đó ở trong số một cái số con ở trong cái số mẹ. Hàm cao cũng là tìm tìm số con ở trong số mẹ nhé. Rồi, như vậy ba cái hàm này chúng ta chú ý, bây giờ thầy làm thử nhé, bây giờ làm thử cái bài tập này.
Ngoài làm thử bài tập và làm luôn thôi. Vì kiểm tra lại cái S gì nhá. Như vậy là S gì ở trong này là để kiểm tra nhá. Bây giờ thầy viết là S này. S chấm cao. Chúng ta chú ý à, cho chú ý nhá. Cái cách cách viết cách viết cái phương thức nhá. N. Xem là cái từ N này nó chứa bao nhiêu lần ở trong đếm nó là bao nhiêu lần ở trong cái bài kia trong cái show S gì. Thấy không? 3 này, nó lại một chữ N này. Hai chữ N này. Chữ N này không phải nhá. Đây chữ N này này, đây, nó có 3 chữ N. Thấy không? Đấy. Vậy là cách viết là S gì chấm cao. Cao, đúng không? Như thầy viết tìm chữ NH nhé. Sẽ là bao nhiêu lần? Một lần. Đây, chữ NH đây. Đấy. Đúng không? Nhưng mà S này, cao này. Kiểm tra cho nó gặp bao nhiêu lần? Không lần. Đấy. Được chưa? Vì thế này, bài khác là tìm S này, index này. Index xem là cái nó chỉ ra cái chỉ số đầu tiên của cái từ N hay là cái số con này nằm trong số mẹ. Đây, kiểm tra nhé. Đây là 2. Chỉ là cái này này. 0 này, 1 2, chỉ là cái đây là cái từ số 2 đây. Đó. Nhá. Thì như vậy là đây. Hàm file là hàm tương tự S file. Ví dụ là tìm cái vị trí đầu tiên của cái số ký tự của số con là NH. NH. Đấy, NH nó là 26, chính là chỗ này này. Chính là ở đây này. Đó nhá. Như vậy là hàm cao, hàm index và hàm file nhá. Bây giờ còn một cái hàm nữa, hàm này cũng là cái hàm sweep, là cái hàm gì? Là cái hàm mà nó sẽ trả lại cái sâu mà sau khi mà xóa đi các cái tự trống ở đầu và cuối của cái sâu đó. Đây, ví dụ thì mình thấy biết là S gì nhé, bằng này, mở nháy này, xong thì bỏ đi vài cái nhé, Hà Nội, bỏ đi một số cách nữa nhé. Đây, S gì này, thấy không nào, ở đầu nó có số cách, cuối số cách, thì bây giờ thầy viết là S chấm S sweep. Thì nó bỏ đi. Như vậy là được chưa? Đấy, thì như vậy cái hàm đó đây thì viết S gì bằng S sweep. Đó thì bây giờ S thì nó là đã được bỏ đi các cái tự trống ở đầu và cuối nhá. Thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà bỏ đi các cái tự trống thừa ở giữa thì sao? Cái đó là phần bài tập về nhà nhé. Cái phần đó là phần các bạn sẽ làm sau. Nó là một trong những bài tập hay của số ký tự. Thì bây giờ thầy sang cái phần tiếp theo nữa, là phần này là phần rất quan trọng đây, là cái phần mô tả cái phương thức tách sâu thành list, và thứ hai ngược lại là phương thức ghép list thành sâu. Thì đây là hai cái phương thức rất quan trọng, rất hay sử dụng. Thì chúng ta chú ý nhé, phương thức một là phương thức là split, là cái phương thức nó cho phép chúng ta là tách một sâu ra thành một cái list của những cái các cái sâu con, và trong cái tham biến của cái split này là chính là cái tự là phân tách ra. Ví dụ như mặc định của nó, khi tôi viết là khi tôi không biết không thì không tôi khi tôi viết là ví dụ tôi viết là S gì sweep là split này thôi nhé, split này thôi, thì máy hiểu là nó sẽ tách ra, nó dùng cái tự trống làm dấu ngăn cách. Tức là thật ra cái lệnh s chấm s split này là nó trả lại là một sâu bao gồm các cái từ đơn của s gì. Cái này rất quan trọng, vì làm thử cho bạn xem nhé. Vì thầy đặt lại là s gì này bằng này, cái này bạn chú ý nghe, phần này là phần rất là hay, rất là khó nhé. Này có thể nhiều cách nhé. Hà Nội, thủ đô của cách này, Việt này, Nam này, cách này,
được chưa? Vậy là S là nó là chữ có chữ Hà Nội thủ đô của Việt Nam, nhưng rất nhiều dấu cách, được không nào? Dấu cách rồi. Thế thì khi đó thì cái phương thức split nó sẽ tách các cái từ đơn ra của cái S ra mà nó đưa vào một cái dãy, một cái list. Thế anh thử nhé. Đấy, thấy chưa nào? Nhìn về thầy chỉ biết lại là A bằng S chấm split, thấy chưa? Rồi A này. Đấy, như vậy là A nó lấy ra từ cái các cái từ đơn của cái sâu S gì cách nhau của dấu cách, nó được lấy ra và đưa vào cái dãy A. Bạn thấy không nào? Đấy, chúng ta thấy, như vậy chúng ta thấy đây là cái thủ tục này, là cái hàm này là rất quan trọng. Ví dụ chúng ta khi nào dùng, khi chúng ta nhập từ bàn phím, cần nhập bàn phím một dãy số chẳng hạn, nhập bàn phím là số 1 2 3 4 cho nhập thành một hàng ngang. Được chưa? Sau đó thì phần mềm ta đưa nó vào, dùng split này ta đẩy nó vào trong cái để chứa vào một dãy số. Ví dụ nhé, việc thầy viết một cái hàm, viết một cái hàm nhập mà n số nhập từ bàn phím trên một hàng ngang cách nhau một dấu cách, và phần mềm sẽ phải chuyển vào bên trong, đưa vào một cái dãy số, và chúng ta sẽ in ra được cái dãy số đó. Được chưa? Làm thử nhé. Rồi, thì làm cái hàm như vậy nhé. Là cái hàm là gọi là nhập đi. Nhập dãy số đi, nhập dãy này. Được chưa? Đấy, cái hàm là thế này thôi. Hàm mà ta mô tả cái hàm. Được chưa? Làm thử nhé. Đầu tiên là thầy nhập từ bàn phím là SC này bằng này input nhá. Input. Hãy nhập dãy số cách nhau bởi dấu cách. Được chưa? Lệnh đầu tiên là như vậy nhá. Rồi, lệnh thứ hai là chúng ta sẽ chuyển vào như thế này. Chúng ta sẽ chuyển vào, ta dùng là A bằng S split, chuyển nó vào. Được chưa? Thân thứ ba là chúng ta sẽ đổi một lần nữa, chuyển đổi các cái, khi mà chúng ta dùng lệnh là S split thì nó sẽ chuyển vào là các cái em chuyển vào là không phải là các số cụ thể, ví dụ nhân cho vào là 20, 15 thì mới sẽ chuyển vào là cái số ký tự 20 chứ không phải là số 20. Thì chúng ta sẽ chuyển một lần nữa nhé. Chúng ta làm một lần nữa đi. For này. For phần tử đi, ta dùng dãy nhân, ta dùng CH đi, đúng không? In A. Tức là không thể làm như này. For i đi. Thế nào thì chỗ này hơi khó nhất đấy. Bây giờ thầy phải làm này, thầy phải làm như này mới đúng này. For a in range, cái này các bạn mà chị gọi theo ra nhé, in len của a, vì mình chưa biết đầu dạng của nó, đây là vấn đề là mình chưa biết, nhưng mình phải để như này nhé. Này, thế bây giờ mình sẽ đổi, mình sẽ thay a này i, được chưa, bằng in A, I. Đấy, mình phải đổi số, mình phải đổi nó sang một dấu ngoặc, hai dấu ngoặc. Chết rồi, bị lỗi cái gì đây? Thừa một dấu ngoặc, thế mới chán, mình phải viết lại. Bị lỗi đấy, thầy viết thừa một dấu ngoặc nhé, thầy viết lại đi. Không sao. Lần lập trình trên đấy thì hay hơn lập trình trên cái một cái IDE thì nó không phải sửa như này, thì không sao. May quá, không sao. Đấy, được chưa? Như vậy là nhập dãy nhé. Đầu tiên là S bằng input này, nhập dãy số cách nhau bởi dấu cách này. Sau đó là ta chuyển cái sâu đó, ta nhập từ một dãy số mà trên màn hình mà máy hiểu là một sâu ký tự. Chúng ta sẽ chuyển cái S gì, tách ra thành các cái từ đơn và ta đưa nó vào A. Sau chúng ta sẽ chuyển đổi toàn bộ các ký tự này nhé. Đó. Và chúng ta sẽ trả về. Bạn thấy, mình có thấy rất hay nhé, là
cái hàm số nó có thể trả về được, không phải là một số mà có thể trả về được cả một dãy số. À, trả lại với A đây, thấy chưa? Đấy, xong. Nhá, biết làm thử cho bạn xem nhé. Thì thầy biết là A này bằng này, nhập này, nhập này, dãy này, được không? Enter này. Đấy. Bởi số cách nhé, thầy là 12, cách này 4 này, cách 5 này, cách 6, 7 này, cách 100 này, cách 14 này. Enter. Xong. Tính A này. A nó chính là 12 này, 4 này, 5 này, được không? 12, 4, 5 là 6, 7, 100, 14. Thấy không nào? Đấy, nhưng mà chúng ta nhớ lại cái hàm này nhé. Hàm này. Cũng cho đúng ăn đây, chúng ta chỉ đây thêm cách 2 chấm nữa này thì nó mới xong nhé. Thì nó mới là hay hơn. Đấy, chúng ta phải đây này, 2 chấm nhé. Rồi, vậy các bạn thấy không? Các bạn thấy là cái hàm split nó rất là hay đúng không? Nó rất là hay. Và bây giờ chúng ta có thể dùng cái hàm này, dùng cái phương này chúng ta có thể làm tập mà tôi vừa nói đấy. Cho trước một cái số ký tự dài. Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ chúng ta cần phải xóa tất cả các cái tự trống ở đầu và ở giữa thì làm thế nào? Thì chúng ta dùng cái này, dùng chính cái hàm split này chúng ta có thể làm được nhé. Đi ngược lại với hàm split là hàm join. Hàm join là cái hàm gì? Hàm join là hàm như thế này. Hàm join nó viết như này. Chúng ta sẽ viết là ở đây là chính là cái tự này là chính là cái nó cách ra và cái hàm join viết như thế này. Join và bên trong join này là một cái gì? Là một cái một cái show, một cái list, một cái list. List. Nhá, đó. Thì phần mềm sẽ cái list này nó là một dãy các cái số ký tự và phần mềm sẽ ghép vào và lấy cái tự này làm cái tự nối giữa chúng. Mà thực chất ra là cái hàm join này là cái hàm ngược lại so với cái hàm split. Đó. Bây giờ sửa nhé. Thầy viết như này. Đây. Thầy viết luôn. Nhé. One này. Two này. Đúng không? Three. Đấy. Như vậy là gì? Như vậy là ở đây là cái đối tượng của hàm join nó là một cái list. Các phần tử là sâu ký tự thì phần mềm sẽ nối lại và trả giá trị là một sâu nối các cái phần tử này, các phần tử là 1, 2 và 3 này nối lại với nhau và dùng cái sâu này dùng cái ký tự này làm cái tự ngăn cách. Nếu chúng ta muốn ngăn cách là dấu phẩy cho để như này, chúng ta để là phẩy như này thì nó sẽ là ăn cách. Bây giờ thử nhá, thì làm thử cái bài này vì cùng là cái hàm này cả nhưng mà thầy nối bằng cách dùng dấu số phẩy nhá, thì nó như thế nào đây. Đấy, được chưa? Enter. Đấy là tức là one này phẩy này, two này phẩy, three. Đấy, các bạn có hiểu không? Các bạn có hiểu là hai cái ngược lại không? Rồi thế bây giờ bây giờ như này nhé, bây giờ thôi làm luôn bài tập cho các bạn, làm cái bài tập như này nhé. Viết một chương trình là nhập một số ký tự từ bàn phím, sau đó là sẽ xuất ra là chính sau đó nhưng mà bỏ đi tất cả các ký tự ở đầu ở cuối, ở hai bên và ở giữa cái ký tự đó, cái sâu đó, được chưa? Để thấy hẳn chương trình này nhé, cho nó hay nhé. Vì chúng ta làm và tạo một chương trình đơn giản nhé. Dùng cái này hay dùng cái kia hơn nhỉ? Dùng kia cho nó hay nhé, dùng cái phần mềm kia cho nó hay nhé. Cái phần mềm này cho nó oai cho nó thích hơn nhé. Đây, phần mềm là Win nhé. Chúng ta cứ để khi ra cho nó đàng hoàng hơn nhé. Đây. Giờ thì phải niêm cái file này. Rồi làm thử nhé. Làm thử. Rất đơn giản thôi nhé. Một cái chương trình là nhập từ bàn phím một số ký tự bất kỳ, có thể là nó có rất nhiều các cái một cái câu mà nó có rất nhiều các cái tự trống bên trong. Bìa đầu bài của mình ra là đẩy ra in ra màn hình cái sâu đó, nhưng mà là sau khi đã chữa
là so với tất cả các ký tự trống ở đầu và cuối và ở giữa nhé. Rồi như sau nhé, mình sẽ dùng chữ là SC thôi. SC này bằng này input, bây giờ dùng sâu hết nhé, input này nhập. Ôi cứ gõ nhanh quá lại bị ôi. Nhập sâu ký tự bất kỳ nhé, hai chấm đó. Sau đó là thầy sẽ chuyển nhé, dùng A này chuyển này, S này split. Thì bây giờ thầy sẽ làm ngược lại, thầy sẽ đây sẽ làm ngược lại, thầy là dùng S đặt ngược lại đúng không, nó sẽ ra thôi chấm join A ngược lại, và bây giờ thầy print ra print so kết quả là hai chấm. Rồi, xuống dòng cho nó hay nhé, để mình tách ra để nhìn nhận dễ trên màn hình thôi. S đấy, muốn chỉnh đơn giản như thế đấy nhé, để thầy ghi lại, ghi lại đã, ghi lại cho nó nào, ghi lại nằm ở đâu nhỉ, cái file nằm ở chỗ nào à, nhớ thì ghi vào trong cái bài, trong cái phần của mình nhá, trong cái chỗ này, trong cái class online này, Python. Hôm nay là buổi tự bài, hôm nay là bài 7. Bài 1 nhá. Đấy, bây giờ thử xong được không nhá, bây giờ chạy thử đi. Đấy, in ra nhé, biệt thầy viết in ra này. Cộng hòa này viết sai một tí. Cộng hòa này. Xã này. Hội này. Chủ này. Nghĩa này. Việt này. Nam này. Đó. Enter. Đấy. Tức là máy nó tính ngay mà đi ra cái đúng quả là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là không có hề bị dấu chống thừa nào nữa ở giữa và ở đầu và ở cuối, thấy chưa? Đấy thì các bạn thấy, nhưng đây là cái bài tập mà rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta dùng hai cái phương thức rất quan trọng là phương thức split và phương thức join, các bạn chú ý nhé. Đây là hai cái phương thức mà rất quan trọng trong đối với sâu. Thấy chưa? Đó thì đó là cái hôm nay là buổi chúng ta mà làm quen với cái ban đầu đối với sâu. Ban đầu là những cái lệnh thì nó sâu, nó là một cái mà là một cái kiểu dữ liệu rất quan trọng. Chúng ta bây giờ xem lại một chút về cái như này. Thực ra còn nó có rất nhiều từ nữa, nhưng mà các bạn sẽ dần các bạn sẽ tìm hiểu sau nhé. Nó rất nhiều cái hàm rất là hay nữa, chứ không phải chỉ có những hàm mà hôm nay tôi vừa nói. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau khi các bạn học sâu hơn nữa về sâu, và về sâu cũng như là về dãy có rất nhiều bài tập khác nhau. Đây, chúng ta có thể tìm đâu đó trên các sách giáo khoa về Python, nó có rất nhiều bài tập. Thì hôm nay thì cho các bạn một vài bài tập như này nhé, vài bài, nó không có nhiều nhé, tôi được cho 4 bài nhé. Đấy, đây bài 1 này, cho trước số S gì với chương trình in ra kết quả là số S, sau khi đã xóa đi tất cả các ký tự là số, làm được không? Hai là cho trước số ký tự S với đặt chương trình tách các ký tự là số của số trên và chuyển vào một dãy A như thế này. Bài 3 là cho trước số S viết chương trình đếm số từ đơn trong số S. Bài 4 là cho số S viết chương trình trả lại số S phẩy là ngược lại của số S, viết theo chiều ngược lại. Thế là bài tập này là bài tập của phần này rất là nhiều, các bạn có thể tìm hiểu nhé. Tôi chết rồi, hôm nay là
Vậy là có kịp, à đúng rồi, may quá vẫn là kịp thu âm. Chúng ta dừng nhau, dừng lại ở đây nhá. Các bạn nghe nghe rõ không? Dạ, em chào thầy ạ. Nhờ, chào chào các bạn nhé. Dạ, ai có ai hỏi thì không? Mình làm bài tập nhé.